Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 9 tháng 9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng gạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ người nghèo và cận nghèo bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan học giỏi trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại trụ sở Thành ủy Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Văn thăm hỏi động viên cá nhân, gia đình các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thành phố, chia sẻ khó khăn trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, yêu cầu lãnh đạo thành phố quan tâm hơn nữa đến đời sống của nhân dân, tiếp tục rà soát hỗ trợ thêm các gia đình cá nhân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao hơn 19 tấn gạo hỗ trợ cho người nghèo và cận nghèo. Nhân dịp Tết Trung thu sắp đến, đồng chí Trần Quốc Văn trao 10 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chăm ngoan học giỏi. Chúc các em đón Tết Trung thu thật vui vẻ.